tiên cá nói là làm. Em đi mua gà nướng về cho chó ăn tiệc tất niên. Chúng sanh quy Phật không đọa địa ngục, chúng sanh quy pháp không đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy tăng không đọa súc sanh, chúng sanh quy Phật rồi, chúng sanh quy pháp rồi, chúng sanh quy tăng rồi, tiêu trừ nghiệp chướng khổ. Hai con hai con gà nướng. Quan được cơm hả? Bán đi. Rồi. Cắt ra giùm em nha. Rồi, ok. Ok.